xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình cho các bạn xem cái cách mình xăm màu da và xăm màu da cho một người đàn ông. Chính vì thế cho nên là cái màu tông màu da rất là dễ làm, mà bởi vì tông màu da người đàn ông bao giờ nó cũng màu nó cũng tối hơn, và nó sẽ dễ dàng để cho người thợ có thể make ra chất mực màu da của đàn ông dễ hơn. Qua tầm độ hơn một tiếng thì mình đã tạo ra tông màu da như thế này, hoàn toàn giống và phù hợp để mình có thể sẵn sàng là xăm phủ lên. Thì nói qua với các bạn về bệnh bạch biến một chút, thì các bạn chưa có nhiều bạn chưa có hiểu nhiều về bạch biến. Bạch biến thì theo mình biết thì có rất là nhiều người đã từng bị bạch biến và tìm mọi loại thuốc nhưng mà nó không thể chữa khỏi được. Thì bạch biến nó là một cái dạng mà nó bệnh là bị mất sắc tố, và dưới da là cái tế bào melanin nó không còn sản sinh ra nữa. Qua cái bệnh biến này thì nó chỉ có mất thẩm mỹ thôi, và nó không có gây ra về các cái bệnh gì mà nó nguy hiểm cả. Chính vì thế cho nên là các bạn chỉ cần là phủ xăm phủ lên là xong. Và những người trên thế giới hay tại Việt Nam cũng chưa có ai có thể tìm ra cái bệnh chữa bệnh biến này cả. Và mình cũng nói luôn về cái xăm màu da. Xăm màu da thì là có răng có tác dụng là che vết bạch biến như các bạn nhìn đây, và các vết sẹo, vết thâm hoặc là các vết mà tràn bớt, hay là các vết sẹo sau phẫu thuật. Cụ thể là những cái vết mà trên cái sắc tố da của mình nó không được bình thường. Thì xăm sau lần đầu tiên thì các bạn sẽ nó sẽ sưng lên và vài ba hôm nó sẽ bong vẩy, và bong vẩy nó sẽ đạt được cái tỷ lệ kết quả cao nhất sau khi mà nó sẽ bong vẩy từ tầm độ một tuần trở lên, và một tháng là hoàn toàn là không còn thay đổi gì da nữa, và màu nó sẽ là hoàn toàn tuyệt nhất. Đấy. Thì ngay bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem luôn nhé. Thì xăm màu da thì nó cũng như là các cái xăm body hoặc những phương xăm khác, thì nó bắt đầu phải dùng kim để đưa xuống da, đưa mực vào da. Mình làm cho bạn xem thì đâu nó đi đến đâu thì nó sẽ hết đến đấy luôn. Em chuyển sát cho. Em còn lưu cái này vào xong rồi theo dõi có chưa? Như các cái khách khác mà người ta như... Em có rất là nhiều các video gì xuống lúc này biết rồi, anh biết rồi. Như ý là kiểu mình theo dõi những cái khách mà họ có đến lại làm cái gì nào. Có chứ, có tất cả đều theo dõi. Như các bạn nhìn đây, mình sẽ làm cho các bạn là xem là đi đâu sẽ sạch đến đấy luôn nhé các bạn nhé. Ngoài khi cái vết tấy đỏ các bạn có thể nó sẽ mất trong vòng chiều tối nay, thì nó sẽ xảy ra trong vòng sẽ bong vẩy.
nhưng bạn vừa nhìn thì sau khi làm xong thì nó sẽ bị đấy đỏ, các bạn biết rồi đấy, mình kim xuống như thế nên là tình trạng đấy đỏ nó sẽ mất sau một ngày.